Hôm nay mình test thử cái tính năng auto hold ở trên dốc. Thì bây giờ mình sẽ bật cái chế độ lên để xem thông tin dốc này. Đây là đang ở 0 độ này. Đó. Bây giờ mình sẽ đi xuống con dốc này. Trước tiên là mình sẽ bật cái tính năng auto hold lên, vừa mới bơi xong. Về hold đang giữ này. Bây giờ là đi xuống dốc nhé. Nãy mình test thử là lên dốc là ok, không vấn đề gì. Nó hold bình thường. Đấy. Bây giờ là 4 độ này. Bây giờ mình phanh thử này. Hâu này, bỏ ra này. Đó, nó vẫn giữ này. Bây giờ là mình sẽ xuống thử tiếp. Đây còn 2 độ. 3 độ này. Đây phanh thử này. Vẫn giữ bình thường nhá. Vậy là nếu mà dốc khoảng 10 độ thì mình không rõ, nhưng mà dốc khoảng 5 độ thì cái tính năng auto hold vẫn cứ hold bình thường. Không vấn đề gì các bạn nhé. Đây 3 độ này. 2 độ. Hôm nay là mình vừa vào trong hàm lợn bơi. Bơi đây rất thích các bạn ạ. Nếu mà buổi sáng cuối tuần mà gia đình vào đây cắm trại xong bơi thích lắm. Hoặc là chạy bộ đây. Mình hãy thử cái cung đường đi này. Hai bên rất nhiều cây và hoa. Đó. Chưa bật điều hòa. Đây là nó sẽ tránh xa cái khu ồn ào phố thị, mát mẻ, khí hậu ở trong lành. Bên này vẫn còn đang có ruộng này. Đường thì đường đi rất đẹp. Đây là đạp xe. Nếu như là các bạn có xe đạp ấy, đạp xe ở cung đường này cũng rất thích. Thỉnh thoảng buổi sáng là mình hay đạp xe ở cung này. Thì về thì mấy bố con đi câu cá. Cung này thì đường nó cũng là đường bê tông rồi, hơi nhỏ một chút nhưng mà mình vẫn đi thoải mái và mình thích những con đường như này. Rất nhiều hoa, rất nhiều cây cối, không có tiếng còi xe. Cũng có những con dốc hoa nhỏ. Ở đây thì cũng mát mẻ. Có mấy nhà trong núi này cũng rất đẹp. Đây con chó này. Nhà trên núi. Nhiều hoa cây. Nhà màu hồng chắc là dành cho phụ nữ.